Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của Tin Nóng S. Nếu như các bạn thấy những bản tin của kênh Tin Nóng S hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng đăng ký được hiển thị phía dưới bên trái như trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Tin Nóng S. Trúc đoàn 64 là đơn vị được biên chế tổ hợp tên lửa S-300 TMU-1 hiện đại nhất của lực lượng phòng không Việt Nam. Trung đoàn tên lửa 64 thuộc Sư đoàn Phòng không 361, Sư đoàn Phòng không Hà Nội là đơn vị nhận nhiệm vụ bảo vệ bầu trời thủ đô cũng như nhiều mục tiêu quan trọng khác tại miền Bắc. Với vai trò đặc biệt của mình, trung đoàn đã được ưu tiên trang bị tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU-1 hiện đại nhất Việt Nam cùng các hệ thống pháo phòng không tự hành Zsu-234. Do đặc thù công tác, trong bất cứ dịp nghỉ lễ nào, các cán bộ chiến sĩ của đơn vị luôn phải tăng cường cao nhất quân số, sẵn sàng phương án hiệp đồng với các đơn vị trên địa bàn để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi đóng quân. Năm 2017, Trung đoàn 64 sẽ tiếp tục kế hoạch đổi mới huấn luyện cho tất cả các loại trang bị vũ khí, khí tài hỗn hợp có trong biên chế, đồng thời với việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ những dịp trọng đại của đất nước. Khối lượng công việc là rất lớn, đòi hỏi các phương án chuẩn bị chu đáo để mang lại hiệu quả huấn luyện cao nhất. Trung tá Lê Trần Phương, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 64 cho biết, ngay từ những ngày đầu năm, cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu Tết Nguyên đán, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn cũng đang tích cực chuẩn bị mọi mặt về cơ sở vật chất cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2017. Huấn luyện bắn đạn thật, huấn luyện diễn tập của lực lượng SU cũng như là tổ hợp S-300. Đây là nhiệm vụ mà trung đoàn rất coi trọng và huấn luyện nâng cao trình độ kíp chiến đấu để làm cơ sở cho hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong năm 2017. Như vậy, sau nhiều lần diễn tập bám bắt mục tiêu chay, với thông tin được trung tá Lê Trần Phương cung cấp thì sang năm 2017, khả năng rất lớn là tổ hợp S-300 PMU-1 của Việt Nam sẽ lần đầu tiên được bắn đạn thật. Đây là việc làm cần thiết để có được cái nhìn toàn diện về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn 64 nói riêng, cũng như Bộ đội Phòng không Việt Nam nói chung. Chiến đấu cơ thế hệ 6 khi người khổng lồ Nhật Bản hồi sinh. Nhật Bản đang phát triển, chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không thế hệ mới để đối phó với Trung Quốc. Theo tạp chí Nation Interest, Nhật Bản đã tiến hành nhiều cuộc thảo luận với các nhà thầu quốc phòng phương Tây, trong đó có tập đoàn Lockheed Martin và Boeing, nhằm phát triển mẫu máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không thế hệ mới. Tokyo có thể rơi vào một cuộc không chiến với Bắc Kinh để duy trì quyền kiểm soát vùng trời trên biển Nhật Bản. Mẫu máy bay mới của Nhật Bản có thể dựa một phần vào các công nghệ đã hoàn thiện trên tiêm kích tàng hình X-2 ATR-X của Mitsubishi. Nguyên mẫu X-2 dự kiến sẽ thực hiện các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trong vài ngày tới. Nhật Bản đang cần thay thế các máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không F-15G Esquire. Theo ước tính của Tokyo, các máy bay F-35 đặt mua từ Mỹ không đủ để đáp ứng yêu cầu của nước này do chúng không được thiết kế chủ yếu cho tác chiến không đối không. Tokyo đặt mua tới 42 chiếc F-35 nhưng chúng sẽ thay thế phi đoàn F-4G Sky Firestorm 2 của họ. Trên thực tế, mẫu máy bay mà Nhật Bản muốn mua để thay thế F-15G là F-22 nhưng luật pháp Mỹ không cho phép xuất khẩu tiêm kích này. Nhật Bản rất muốn có F-22 nhưng phải mua F-35, một nguồn tin Nhật Bản nói với hãng Reuters, điều này đã gây ra lo ngại và thất vọng cho Tokyo. Đó là lý do khiến Nhật Bản đang hướng tới việc phát triển F-3 phiên bản sẵn sàng hoạt động của F-2 để làm máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không. Nhật Bản đặt mục tiêu triển khai máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không mới vào năm 2030, gần với thời điểm mà Không quân và Hải quân Mỹ kỳ vọng triển khai hai mẫu chiến cơ FX và FAXX. Điều đó có nghĩa là Nhật Bản có thể dùng nỗ lực của họ như là một đòn bẩy để thuyết phục Mỹ cho phép tham gia vào chương trình máy bay chiến đấu thế hệ 6 do Washington dẫn đầu. Theo Nation Interest, Tokyo có thể không đủ khả năng tự trang trải chương trình phát triển máy bay chiến đấu với chi phí 50 tỷ USD. Tuy nhiên, nếu như họ có thể tự phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6, thì điều này sẽ đánh dấu sự hồi sinh của người khổng lồ Nhật Bản trong lĩnh vực không gian vũ trụ. Ngành công nghiệp hàng không của Nhật từng rất mạnh nhưng sau đó đã suy yếu kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ 2. Trung Quốc chật vật với J-20,
Trung Quốc vẫn đang mải miết với chương trình tiêm kích thế hệ 5 J20 và J31. Chúng được Bắc Kinh tung hô là ngăn ngừa với F-22 và F-35 của Mỹ. Song theo nhà phân tích Richard Bigginger, trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang Singapore, hai dự án này đang gặp khó khăn vì thiếu động cơ đủ mạnh để cho phép chúng đạt tới tốc độ siêu thanh và không cần buồng đốt sau. Điều đó làm giảm một trong những lợi thế chủ đạo của các máy bay loại này, đó là khả năng tàng hình. Trên thực tế, một số nhà phân tích phương Tây đã dội nước lạnh vào cái mác thế hệ 5 của J-20 và J-31. Chuyên gia hàng không vũ trụ Richard Abolafia đã liệt kê 10 tính năng cần thiết của chiến đấu cơ thế hệ 5 và kết luận rằng J-20 có được 2 tính năng trong số đó. Ngoài ra, cho đến nay, PLAAF dường như vẫn không có kế hoạch mua J-31. Có lẽ đây là một dấu hiệu cho thấy khả năng và chất lượng của máy bay này. Mỹ không tin rằng tên lửa của Triều Tiên có thể đủ sức bắn tới lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, hoạt động phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên là một hành vi gây hấn nghiêm trọng. Cùng với lúc đó, Triều Tiên cũng cho vận chuyển các thiết bị có liên quan đến các dàn phóng tên lửa di động, được trang bị tên lửa tầm trung. Triều Tiên mới đây đã phóng một tên lửa loại này và khiến cho nhiều quan chức lo ngại rằng vệ tinh Mỹ sẽ không thể nào theo dõi được các loại dàn phóng di động có độ cơ động cao. Các quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh rằng những thông tin thu được từ vệ tinh có thể sẽ thay đổi và Triều Tiên có thể thử nghiệm hạt nhân vào bất kỳ lúc nào mà Mỹ không thể phát hiện kịp thời. Vệ tinh Mỹ cũng có thêm những bằng chứng khác cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị thử nghiệm đầu đạn hạt nhân dưới địa đạo. Một số hình ảnh thu được cho thấy một địa điểm ở Triều Tiên đã có các hoạt động đào đất ở các cửa hầm. Mới đây, một trang web đã cho đăng tải những tấm ảnh cho thấy khu vực Punggye-ri, nơi mà Triều Tiên đang dùng để thử sức công phá của đầu đạn hạt nhân, đang sẵn sàng để chờ lệnh thử nghiệm từ lãnh đạo Kim Jong-un. Tất cả những thông tin trên được đưa ra trong lúc mà chính quyền Trump đang xem xét liệu họ có còn lựa chọn nào khác để đối phó với vấn đề Triều Tiên hay không. Các tướng chỉ huy Mỹ nhận định rằng nếu như Mỹ khai hỏa vũ khí hạt nhân để tấn công Triều Tiên trước, sẽ khiến cho nước này đáp trả bằng cách tấn công thủ đô Seoul của Hàn Quốc, gây ra hậu quả khôn lường. Trong chuyến công du tới châu Á, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã thừa nhận rằng tôi nghĩ chúng ta phải nhận ra rằng những nỗ lực ngoại giao và các giải pháp mà chúng ta đã thực hiện trong vòng 20 năm qua nhằm buộc Triều Tiên giải pháp vũ khí hạt nhân đều đã thất bại. Nhận định này trước đó đã được Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, đó là ông James Clapper, đưa ra vào năm ngoái. Vừa đến Hàn Quốc, Ngoại trưởng Mỹ đã vội vã tới thăm khu phi quân sự. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm ngày 17 tháng 3 đã có mặt tại khu vực biên giới nguy hiểm và được trang bị vũ khí dày đặc nhất thế giới để thăm các binh lính Mỹ đang làm nhiệm vụ gần khu vực vùng đạn căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. AP đưa tin, tân ngoại trưởng đã đáp xuống trại Bonifat từ trực thăng. Đây là căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cách khu vực phi quân sự được thiết lập trên bán đảo Triều Tiên từ năm 1953 khoảng 400m. Ông Tillerson cũng di chuyển tới làng đình chiến Panmunjom bên trong của khu phi quân sự DMZ, nơi mà thỏa thuận ngừng chiến của cuộc chiến liên triều được ký kết. Ngoại trưởng Tillerson là quan chức cấp cao mới nhất của Mỹ có mặt ở khu vực biên giới này, và điều này càng có ý nghĩa hơn khi đây là chuyến thăm đầu tiên của quan chức ngoại giao trong chính quyền Tổng thống Trump tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, ba quốc gia chiến lược của Mỹ ở khu vực châu Á. Phát biểu tại Tokyo, ông Tillerson cam kết phát triển một chiến lược cứng rắn hơn để đối đầu với mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra bất kỳ một chi tiết nào về kế hoạch được gọi là cách tiếp cận khác với Bình Nhưỡng mà Washington sẽ theo đuổi. Ngoại trưởng Mỹ chỉ ra rằng 20 năm nỗ lực ngoại giao và các nỗ lực khác đã thất bại khi không thể thuyết phục được chính phủ Triều Tiên ngừng phát triển chương trình hạt nhân mà ông gọi là mối đe dọa không ngừng leo thang. Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc mọi lựa chọn, bao gồm cả giải pháp quân sự nhằm giành chương trình vũ khí của Triều Tiên trước khi mà Bình Nhưỡng có thể phát triển được một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn nhằm thẳng vào lãnh thổ trên đất liền của Mỹ. Và trọng tâm trong những biện pháp của Washington chính là Bắc Kinh và vai trò của nước này trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng thay đổi ý định. Trung Quốc vẫn đóng vai trò là một trong những đồng minh thân cận và quyền lực nhất của Triều Tiên. Trong khi Mỹ và các đồng minh ở Seoul và Tokyo đề nghị Bắc Kinh gây áp lực kinh tế lên Bình Nhưỡng, thì Trung Quốc lại nhấn mạnh
Mong muốn của họ là tái khởi động lại các vòng đàm phán ngoại giao, một biện pháp mà Washington cho là không hiệu quả trong các điều kiện hiện tại. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng bất đồng ý kiến trong việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD với Hàn Quốc. Nhà Trắng cho biết đây là một hệ thống nhằm tập trung vào các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng, song Bắc Kinh lại coi đây là một mối đe dọa tới an ninh quốc gia của nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó đã miêu tả nỗ lực của ông Tillerson trong chuyến thăm đầu tiên này là chuyến đi để lắng nghe với mục đích tham khảo ý kiến của các quốc gia liên quan nhằm tìm kiếm một chính sách lâu dài, vững chắc đối phó với Triều Tiên với sự hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác châu Á. Tuần trước, Triều Tiên đã phóng một lúc 4 quả tên lửa về phía vùng biển Nhật Bản nhằm phản đối các cuộc tập trận quân sự thường niên mà Hoa Kỳ tiến hành cùng với Hàn Quốc. Bình Nhưỡng cho rằng các cuộc tập trận này là nhằm chuẩn bị xâm lược Triều Tiên. Tại Bắc Kinh, một quan chức ngoại giao Triều Tiên hôm qua ngày 6 tháng 3 cho rằng Bình Nhưỡng cần phải có sự phòng vệ trước các cuộc tập trận này. Theo quan chức này, hoạt động của Mỹ và Hàn Quốc là tập trận sử dụng vũ khí nguyên tử để tấn công Bình Nhưỡng. Triều Tiên ngày càng gia tăng quá trình phát triển vũ khí của mình, vi phạm nhiều nghị quyết Liên Hiệp Quốc và dường như không hề bị ảnh hưởng trước những lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế. Bình Nhưỡng đã tiến hành 2 vụ thử bom hạt nhân và 24 vụ phóng tên lửa đạn đạo trong năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng quốc gia cô lập này sẽ có khả năng tạo ra tên lửa bắn thẳng tới Mỹ trong một vài năm tới. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ứng viên Donald Trump không ít lần đặt câu hỏi về các đồng minh quân sự của Mỹ và kêu gọi Tokyo cũng như là Seoul đóng góp nhiều hơn cho an ninh và quốc phòng của họ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Tillerson lại nhấn mạnh sự hợp tác với Nhật Bản và Hàn Quốc là rất quan trọng. Chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông Tillerson trên cương vị mới này cũng nhằm củng cố thêm mối quan hệ đồng minh chiến lược với Hàn Quốc và tìm cách để Seoul và Tokyo bắt tay nhau vì một mục đích chung, đó là đối phó với Bình Nhưỡng. Khu vực DMZ luôn được canh gác cẩn mật từ hai phía với các bẫy mìn, hàng rào dây thép gai, các bẫy xe tăng và hàng trăm nghìn binh lính sẵn sàng chiến đấu. Hơn 1 triệu quả mìn có khả năng vẫn chôn sâu bên trong khu vực DMZ. Các vụ nổ mìn năm 2015 mà Seoul đổ lỗi cho Bình Nhưỡng đã khiến cho 2 binh lính nước này trọng thương, cũng như dẫn đến những căng thẳng gia tăng của hai nước. Những mối quan hệ ngoại giao đầy bí ẩn của Triều Tiên. Phải 2 năm sau khi mà lãnh đạo thì Kim Jong-un lên nắm quyền, Triều Tiên mới đón vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên tới thăm chính thức, Tổng thống Mông Cổ Tasha Kiakin Ebodori là lãnh đạo nước đầu tiên tới thăm Bình Nhưỡng vào năm 2013. CNN trích tài liệu từ Wikileaks cho hay, Mông Cổ là một trong số ít những quốc gia có mối quan hệ ngoại giao cơ bản với đất nước bí mật này. Năm 2009, Mông Cổ cũng là một nước chuyển thông điệp của Triều Tiên cho Hoa Kỳ. Thế nhưng, kể cả khi mà Tổng thống Mông Cổ đã sang tận nơi thì ông Kim vẫn không gặp mặt trực tiếp nhà lãnh đạo này. Theo thông tin từ John DiRusi, Phó giáo sư Đại học Yonsei, báo CNN biết, Triều Tiên không thực sự thân thiết với bất kỳ một quốc gia nào. Bình Nhưỡng có những mối quan hệ khá căng thẳng với những người hàng xóm. Vì vậy, họ khó có thể thân thiết với một nước nào, bởi Triều Tiên đang phải chịu rất nhiều lệnh cấm vận. Đây cũng là một quốc gia chưa phát triển, nên không có nhiều công việc kinh doanh để các nước khác đầu tư vào. Ông DiRusi phân tích, sự cô lập về ngoại giao của Triều Tiên càng trở nên trầm trọng khi mà Bình Nhưỡng và Kuala Lumpur tranh cãi xung quanh vụ sát hại công dân được cho là anh trai của ông Kim Jong-un tại sân bay Malaysia, cũng như là sau một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo của nước này nhận được không ít sự chỉ trích của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, từ không có đồng minh cho tới một mình. Cũng có khoảng thời gian Triều Tiên chủ động nỗ lực thu nạp những ý kiến của cộng đồng quốc tế. Daniel Pinkston, giáo sư quan hệ quốc tế Đại học Choi Seoul cho biết, quay trở lại thời kỳ chiến tranh lạnh, Triều Tiên khá chủ động trong phong trào không liên kết. Một phần chính sách đối ngoại của Bình Nhưỡng là mở rộng quan hệ ngoại giao trên khắp thế giới để cạnh tranh với Hàn Quốc. Hình thành năm 1961, phong trào không liên kết được phát triển như một lựa chọn thứ ba cho các quốc gia bị mắc kẹt giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Mặc dù khi đó Bình Nhưỡng khá phụ thuộc vào Liên Xô, song Triều Tiên cũng gia nhập phong trào này. Trong những năm 1970, chính quyền Triều Tiên thúc đẩy việc thiết lập quan hệ ngoại giao với một loạt quốc gia. Những nước thuộc thế giới thứ ba cố gắng đẩy Hàn Quốc ra rìa để đạt được một số phiếu của Liên Hợp Quốc, ông Pinkston nói.
và trong khoảng thời gian, chiến lược này có vẻ hiệu quả. Theo Ủy ban Quốc gia không lợi nhuận về Triều Tiên có trụ sở tại Mỹ, từ năm 1970 đến 1979, Bình Nhưỡng lại thiết lập quan hệ ngoại giao với 60 quốc gia, số bao gồm cả Ấn Độ, Argentina và Australia. Tuy nhiên, những hoạt động bạo lực cùng với sự sụp đổ của Liên Xô những năm 90 đã dần dần đẩy Triều Tiên ngày càng đi sâu vào sự cô lập. Người bạn duy nhất của Triều Tiên là ai? Hiện có 24 đại sứ quán nước ngoài đặt tại Bình Nhưỡng và Triều Tiên thì có khoảng 47 phái bộ ngoại giao trên thế giới. Song các chuyên gia cho rằng việc có một địa điểm ngoại giao bên trong lãnh thổ Triều Tiên không có gì đảm bảo đó là một mối quan hệ thân thiết hay là bằng hữu gì cả. Kể cả là khi họ tỏ ra thân thiện với các nước khác thì vẫn có một vài khía cạnh gì đó giữ kín. Tôi nhớ có lần nói chuyện với một tùy viên quân sự ở Bình Nhưỡng và được biết họ chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ một cuộc tập trận hay là huấn luyện quân sự nào ở Triều Tiên. Không có hoạt động nào được tiết lộ với nước ngoài, cựu đại biện Vương quốc Anh tại Triều Tiên Jim Hwari tiết lộ. Quốc gia duy nhất với quan hệ ngoại giao và thương mại đáng kể với Triều Tiên đó là Trung Quốc, một trong những người hàng xóm thân cận nhất của Bình Nhưỡng. Khoảng 88% hàng hóa nhập khẩu của Triều Tiên có nguồn gốc Trung Quốc, với giá trị khoảng 3,5 tỷ USD và phần lớn hàng xuất khẩu của nước này cũng được đưa tới Trung Quốc khoảng 86%, tương đương 2,67 tỷ USD. Phần lớn hàng xuất khẩu đều là than đá. Mặc dù vậy, theo ông Harvey, mối quan hệ này cũng khá phức tạp. Họ phụ thuộc vào Trung Quốc, nhưng điều đó không có nghĩa là Bình Nhưỡng thích Bắc Kinh hay là muốn thỏa thuận với Trung Quốc. Ý của tôi là, về cơ bản, không có một mối quan hệ quốc tế nào là đặc biệt quan trọng với Triều Tiên cả, ông Hwari cho hay. Andrei Abrahamian, giám đốc nghiên cứu tổ chức phi chính phủ Choson Ichangi, làm việc với các doanh nghiệp Triều Tiên, cho biết Bình Nhưỡng đang cố gắng thúc đẩy quan hệ với Nga và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Họ vẫn chưa tìm ra được một cách cụ thể. Trong vài năm qua, Triều Tiên đã có những nỗ lực lớn cố gắng chuyển mối quan hệ sang Moscow. Tuy nhiên, vẫn chưa có hiệu quả vì một vài lý do. Bình Nhưỡng thực sự vẫn mắc kẹt với Bắc Kinh, chuyên gia phân tích. Lãnh đạo Kim Jong-un cũng được mời tới thăm Nga năm 2015, nhưng ông chưa bao giờ thực hiện chuyến đi này. Tương lai ngoại giao của Triều Tiên. Theo ông Abrahamian, chính sách đối ngoại hiện tại của Triều Tiên chỉ dựa trên hai điều, đó là tồn tại và tôn trọng. Cuối cùng, điều họ muốn vẫn là được công nhận là cường quốc hạt nhân và sau đó sẽ tái thiết mối quan hệ với một số quốc gia đối lập như Hàn Quốc và Hoa Kỳ với tư cách là một cường quốc hạt nhân, ông nói. Tuy nhiên, về phía cộng đồng quốc tế, có rất ít quốc gia sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với Bình Nhưỡng. Vụ việc công dân Triều Tiên bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13 tháng 2 cho thấy những khác biệt trong cách hành xử ngoại giao của Bình Nhưỡng cũng như là những khó khăn trong việc tiếp cận thông tin về quốc gia bí ẩn nhất thế giới này. Kể cả trước khi vụ việc trên xảy ra, những lệnh trừng phạt, cấm vận của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên vẫn không có xu hướng giảm đi. Các vụ thử hạt nhân liên tiếp và việc thiếu những tiềm lực kinh tế khiến cho cộng đồng quốc tế quay lưng lại với Triều Tiên. Không có nhiều dấu hiệu tích cực cho việc thiết lập một mối quan hệ ngoại giao song phương thân thiết với Bình Nhưỡng. Ông Pinkston nhận định, Hàn Quốc, Trung Quốc không hiểu gì về THAAD. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung Nam hôm ngày 16 tháng 3 nhấn mạnh, Trung Quốc liên tiếp chỉ trích Hàn Quốc về việc đồng ý để Mỹ triển khai THAAD bởi Bắc Kinh không hiểu rõ mục đích sử dụng hệ thống chỉ là nhằm ngăn chặn Triều Tiên. Reuters đưa tin, cũng là theo ông Lim, các công ty Hàn Quốc làm ăn tại Trung Quốc đang phải chịu cảnh thất thu do bị người dân nước sở tại tẩy chay. Nguyên nhân xuất phát từ việc Trung Quốc liên tiếp lên tiếng phản đối Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD. Bắc Kinh cho rằng THAAD là mối đe dọa an ninh quốc gia. Trả lời chất vấn trước Quốc hội, ông Lim nhấn mạnh Hàn Quốc đã giải thích với Trung Quốc rằng mục đích triển khai của THAAD là ngăn chặn mối đe dọa từ lực lượng tên lửa của Triều Tiên, nhưng Trung Quốc dường như chưa hiểu rõ vấn đề. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-kuk đã cho biết mối quan ngại của Trung Quốc về hệ thống radar từ THAAD là không có cơ sở. THAAD chỉ là một thiết bị quốc phòng giúp ngăn chặn các mối đe dọa từ tên lửa hạt nhân của Triều Tiên. Trung Quốc đã quá lo sợ trước hệ thống radar của THAAD và liên tiếp đưa ra lời phản đối. Reuters dẫn lời của ông Han.
Dù Bắc Kinh lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Mỹ cho triển khai tại HAD ở Hàn Quốc, nhưng chính quyền Bắc Kinh vẫn không thừa nhận nước này đang gây sức ép với các công ty Hàn Quốc ở Trung Quốc để trả đũa chính quyền Seoul. Theo ông Lim, Lotte đã phải chịu sức ép lớn từ Trung Quốc do tập đoàn này quyết định nhượng đất cho chính phủ Hàn Quốc để triển khai tại HAD. Hậu quả, nhiều cửa hàng của Lotte ở Trung Quốc đã bị đóng cửa. Bắc Kinh cũng đã đưa ra các biện pháp trừng phạt gây ảnh hưởng tới doanh thu đối với ngành du lịch và hàng không của Hàn Quốc. Chúng tôi chưa nhận được một con số cụ thể về mức độ thiệt hại tài chính sau hành động đáp trả của Trung Quốc. Nhưng rõ ràng, nếu như xu thế này vẫn tiếp diễn, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ phải chịu tác động lớn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh. Quan chức Trung Quốc Washington không thể sống thiếu Bắc Kinh. Quan chức kinh tế cấp cao của Trung Quốc hôm 11 tháng 3 khẳng định, Washington khó có thể sống sót nếu thiếu đối tác thương mại là Bắc Kinh, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tờ Newsday đưa tin, phát biểu của các phóng viên bên lề kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 12, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trung Sơn cho rằng, Hoa Kỳ và những người bạn phương Tây luôn cho rằng Bắc Kinh không thể tồn tại nếu như thiếu Washington. Nhưng tôi cho rằng họ chỉ đúng một phần, sự thật là Mỹ sẽ không thể sống thiếu Trung Quốc. Ông Trung chỉ ra rằng bên cạnh 26% lượng máy bay xuất khẩu của Boeing thì còn có 56% động hành, 16% điện thoại di động và 15% chất bán dẫn của Mỹ là đổ vào Trung Quốc. Theo Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, lượng hàng hóa xuất khẩu của Washington tới Bắc Kinh tăng đều đặn 11% mỗi năm, trong khi các sản phẩm của Trung Quốc đưa sang thị trường của Mỹ tăng khoảng 6,6% trên một năm. Ông Trung nói thêm rằng cả hai nước đều cần nhau và bất kỳ hành động bảo hộ nào đều không có lợi cho bên kia. Bộ trưởng Thương mại mới được bổ nhiệm hồi tháng 2 của Trung Quốc đưa ra nhận định trên giữa lúc mà thế giới lo ngại quan hệ Bắc Kinh và Washington sẽ trở nên tồi tệ bất cứ lúc nào. Tổng thống Donald Trump từng đề cập đến việc áp đặt mức thuế cao đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Căng thẳng thương mại giữa hai nước này gần đây đã gia tăng. Nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ hai Trung Quốc tuần trước đã phải trả khoản tiền phạt là 1,19 tỷ USD vì vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ khi mà tái xuất khẩu công nghệ sang Iran và Triều Tiên. Theo New York Times, chính phủ Mỹ cũng đang điều tra tập đoàn công nghệ Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất Trung Quốc, vì những hợp đồng tương tự. Bên cạnh đó, ông Trung cũng đề nghị sẵn sàng gặp gỡ Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross. Quan chức Trung Quốc miêu tả ông Ross là một nhà kinh doanh nổi bật và cũng là một nhà đàm phán giỏi, người đủ thông minh để đặt các lợi ích lâu dài vượt lên trên tất cả. Theo ông Trung, thương mại song phương năm 2016 của Trung Quốc và Mỹ đạt 519,6 tỷ USD. Con số này cao gấp 207 lần so với năm 1979 khi mà hai chính phủ bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông Trung được bầu làm Bộ trưởng Thương mại vào ngày 24 tháng 2 năm 2017. Ông từng giữ chức Thứ trưởng Thương mại kể từ năm 2008. Ông Trung có bằng tiến sĩ kinh tế, có kinh nghiệm làm giám đốc điều hành và từng tham gia nhiều cuộc đàm phán các thỏa thuận thương mại quốc tế. Mỹ đưa oanh tạc cơ diễu trên bầu trời Triều Tiên. Theo hãng tin Bloomberg, vào ngày 16 tháng 3, Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận chung gần bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định hai quốc gia này đang đẩy mạnh đe dọa tấn công hạt nhân nhằm vào Bình Nhưỡng. Hãng tin KCNA của Triều Tiên cho biết, một phi đội máy bay ném bom tàng hình B-1B Lancer để cất cánh từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam, Mỹ đã bí mật bay qua khu vực Sangdong của Triều Tiên trong khuôn khổ một cuộc diễn tập ném bom hạt nhân. Cuộc tập trận còn có sự tham gia của các tàu sân bay USS Kaspersky trước đó có mặt ở Biển Đông. KCNA cho rằng hoạt động này là nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào các cơ quan quan trọng của Triều Tiên. Căng thẳng trong khu vực Triều Tiên đã nóng lên kể từ sau khi mà anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong-un là ông Kim Jong-nam đã bị ám sát tại Malaysia, cũng như là việc Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu vào tháng này và kết thúc vào cuối tháng 4 tới. Mặc dù Washington khẳng định những hoạt động này đều phục vụ mục đích phòng vệ, Triều Tiên coi đây là những bước chuẩn bị cho một cuộc xâm lược và lên án hoạt động thường niên này.
khi mà tàu USS Caspian tiến vào vùng biển khơi Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã cảnh báo rằng nếu như tàu này xâm phạm chủ quyền Triều Tiên, họ sẽ tiến đánh các cuộc tấn công chính xác từ dưới đất, trên không, trên biển và từ dưới đáy biển. Đầu tháng này, Triều Tiên đã phóng 4 quả tên lửa đạn đạo nhằm phản đối cuộc tập trận này. Hãng tin KCNA tin rằng khả năng mà các nước lân cận sẽ tấn công trước bằng vũ khí hạt nhân đã tăng lên một cách nguy hiểm. Nhiều tướng cấp cao của Mỹ và Hàn Quốc đã dự đoán rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ có hành động gây hấn để đáp trả các cuộc diễn tập quân sự. Tướng Geoffrey Dufour đã phát biểu rằng, chúng tôi thấy rằng Triều Tiên có khả năng thực hiện các hành động gây hấn trong suốt cuộc tập trận chung hoặc là trước thềm các sự kiện quan trọng diễn ra tại Triều Tiên vào tháng 4 tới. Ông Dufour nói thêm rằng, ông và người đồng cấp tại Seoul, tướng Lee Sung-jin, đã có một cuộc điện đàm kéo dài 30 phút để bàn về những giải pháp ứng phó cần thiết. Năm 2016, cuộc tập trận giữa hai nước sẽ có sự tham gia của 300.000 lính Hàn Quốc và 17.000 lính Mỹ. Dự kiến quân số tham gia diễn tập sẽ tương tự như năm ngoái. Việc Triều Tiên liên tục tiến hành thử nghiệm tên lửa cũng như là khiến Trung Quốc, một đồng minh lâu năm, bày tỏ quan ngại. Vào ngày 15 tháng 3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu rằng căng thẳng có thể dẫn đến xung đột và nó sẽ gây hại cho các bên liên quan. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng các bên hợp tác với nhau để xoa dịu tình hình, cố gắng ngồi vào bàn đối thoại và cùng nhau tìm ra giải pháp thích hợp. Triều Tiên cũng chỉ trích Trung Quốc khi mà họ cấm nhập khẩu than của nước này vào tháng 2 vừa qua. Bình Nhưỡng cho rằng Bắc Kinh đang làm những Ngoại trưởng Mỹ, Hoa Kỳ đã hết kiên nhẫn với Triều Tiên. Sau hơn 2 thập kỷ không đạt được hiệu quả gì đối với việc ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Triều Tiên, có vẻ như Mỹ đã mất kiên nhẫn và kêu gọi tìm ra cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề này. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm 17 tháng 3 vừa qua đã đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố chính sách khoan dung chiến lược với Triều Tiên đã chấm dứt trong bối cảnh Washington liên tục gây sức ép lên Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của nước này. Tuyên bố này được ông Tillerson đưa ra tại một cuộc họp ở báo Seoul sau khi tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yoon Byung-si. Ngoại trưởng hai nước đã ghi nhận rằng sẽ xem xét tất cả các biện pháp có thể chống lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh và kinh tế. Ông khẳng định thêm, để đảm bảo an ninh và kinh tế thịnh vượng trong tương lai, Triều Tiên phải hiểu được rằng cần từ bỏ hoạt động phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Ngoại trưởng Tillerson cũng không loại trừ khả năng sử dụng các hành động quân sự chống lại Bình Nhưỡng nếu như nước này có động thái đe dọa Hàn Quốc và quân đội Mỹ đang đóng quân ở đó. Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Yoon Byung-ji cho biết Seoul và Washington sẽ cùng nhau chia sẻ mục tiêu phi hạt nhân hóa toàn diện đối với Triều Tiên dù cho Bình Nhưỡng vẫn kiên quyết theo đuổi tham vọng hạt nhân của nước này. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh, hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại mà Mỹ đang triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc chỉ nhằm đối phó với Triều Tiên, chứ không đe dọa bất kỳ quốc gia nào khác. Đây được xem là tín hiệu đánh tiếng đối với Trung Quốc, quốc gia phản đối kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc do lo ngại ảnh hưởng đến an ninh của mình. Hôm 16 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, sau một thời gian dài không đạt được hiệu quả trong việc ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Triều Tiên, thì nên tìm ra một cách tiếp cận mới trong việc giải quyết vấn đề nan giải này. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc hành động nhiều hơn để gây áp lực với Bình Nhưỡng. Mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã trở thành một trong những chủ đề trung tâm của các cuộc đàm phán tại Seoul. Trong bối cảnh Bình Nhưỡng gần đây đã tiến hành thử nghiệm 4 tên lửa đạn đạo, 3 trong số đó rơi xuống vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Mỹ nín thở chờ đợi Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân. Theo hãng tin CNN, các cơ quan tình báo và Bộ Quốc phòng Mỹ đang càng ngày càng tin chắc chắn rằng Triều Tiên sẽ sớm thực hiện một đợt thử nghiệm tên lửa và đầu đạn hạt nhân trong thời gian tới. Hiện các quan chức Mỹ đang theo dõi sát sao các chương trình của chính quyền Triều Tiên và hiện đang có những dấu hiệu cho thấy nước này đang có những hoạt động mới. Nguồn tin chủ yếu của Mỹ có được hiện nay là ảnh chụp từ vệ tinh, vì vậy rất khó để có thể xác định chính xác Bình Nhưỡng sẽ làm gì. Một số quan chức Mỹ cho biết Triều Tiên đang thực hiện các bước nhằm che giấu hoạt động của mình. Một vài ảnh chụp cho thấy nước này đang bắt đầu di chuyển thiết bị.
tới các khu vực mà trước đây họ chưa từng sử dụng và tin rằng Mỹ không thể theo dõi họ ở đó. Cũng có lúc Triều Tiên cho xe vận tải di chuyển liên tục và hy vọng có thể đánh lạc hướng vệ tinh của Mỹ. Dù vậy, dựa trên những thông tin mới nhất, Triều Tiên đã cho vận chuyển các thiết bị hỗ trợ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa do nước này chế tạo. Các thiết bị này bình thường được đặt ở gần các khu vực diễu binh và nhiều quan chức lo ngại rằng nó sẽ được dùng để thực hiện phóng tên lửa. Triều Tiên thử động cơ tên lửa giữa lúc Mỹ và Trung cam kết hợp tác. Hãng thông tấn Triều Tiên hôm nay 19 tháng 3 cho biết Bình Nhưỡng đã tiến hành một vụ thử nghiệm động cơ tên lửa tại bãi phóng Pyeongchang-ri và lãnh đạo Kim Jong-un đã khẳng định vụ thử thành công này là sự khai sinh mới cho ngành công nghiệp tên lửa. KCAI đưa tin, động cơ mới giúp cho Triều Tiên đạt được năng lực phóng vệ tinh đẳng cấp quốc tế, đồng thời ám chỉ vụ thử nghiệm này là nhằm hoàn thiện một loại động cơ tên lửa mới chuyên dụng cho các loại tên lửa tầm xa. KCNA cho biết vụ thử nghiệm được tiến hành tại bãi phóng vệ tinh Seohae, nơi Bình Nhưỡng thường xuyên phóng các tên lửa tầm xa. Quân đội Hàn Quốc từ chối bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, Tổ chức Nghiên cứu 38 North và có trụ sở ở Washington tuần trước cho hay hình ảnh vệ tinh chỉ ra rằng khó hoạt động tại một trụ động cơ thẳng đứng, có thể là chuẩn bị cho một vụ thử động cơ tên lửa. KCNA cũng trích lời lãnh đạo Kim Jong-un cho biết tầm quan trọng của vụ thử động cơ này sẽ sớm được chứng minh. Lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh vụ thử nghiệm thành công đánh dấu một sự kiện vĩ đại trong lịch sử, bởi đây là khai sinh của ngành công nghiệp tên lửa Juche. Juche là từ dùng để chỉ tự lực, những ý tưởng tự bảo vệ quốc gia của Triều Tiên. Ông cũng nhấn mạnh rằng cả thế giới sẽ sớm chứng kiến tầm quan trọng mà sự chiến thắng vĩ đại ngày hôm nay mang lại. KCNA khẳng định, trước đó vào hôm 18 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã cam kết cùng hợp tác để đưa Triều Tiên trở lại đúng hướng và gỡ bỏ dần các chương trình vũ khí. Bình Nhưỡng đã tiến hành 5 vụ thử hạt nhân và hàng loạt vụ phóng tên lửa bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Các chuyên gia và quan chức chính phủ cho rằng Triều Tiên đang dần phát triển được các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn vươn tới đất liền Hoa Kỳ. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng khẳng định nước này sắp cho thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa sang Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ lại dịu giọng về vấn đề Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã dịu giọng hơn khi mà khẳng định Washington và Bắc Kinh sẽ cùng hợp tác để triển khai vấn đề vũ khí hạt nhân Triều Tiên đi theo một tiến trình khác trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc vào hôm 18 tháng 3. Trước đó, Washington nhiều lần đã chỉ trích Bắc Kinh vì không cứng rắn trong việc đối phó với chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên. Đây là một trong những hàng loạt vấn đề gây trở ngại cho mối quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế thời gian gần đây. Tuy nhiên, Reuters trích lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị miêu tả cuộc đối thoại hôm 18 tháng 3 với ông Tillerson rằng thẳng thắn, thực tế và hiệu quả. Hai bên dường như đã đạt được một số tiến triển hoặc là đã đặt những khác biệt sang một bên trước những vấn đề khó, ít nhất là đã tạo ra một con đường bằng phẳng hơn cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump. Trước đó, khi tới Hàn Quốc, Ngoại trưởng Tillerson đã công bố lời cảnh báo từ chính quyền Donald Trump gửi tới Triều Tiên. Đó là Washington sẽ đáp trả bằng quân sự nếu như Bình Nhưỡng có hành động đe dọa các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau đó một ngày, ông Tillerson đã có những phát biểu nhẹ nhàng hơn sau cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc. Ông cho rằng các phóng viên biết rằng cả Bắc Kinh và Washington đều thừa nhận rằng những nỗ lực cắt giảm mối đe dọa từ chương trình vũ khí của Triều Tiên trong hai thập kỷ qua đã không thành công. Chúng tôi đã chia sẻ một quan điểm chung rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức đáng báo động hiện nay và việc này đã đạt đến cấp cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi cũng cam kết sẽ làm tất cả mọi việc để có thể ngăn chặn bất kỳ cuộc xung đột nào nổ ra, ông Tillerson nói. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết, ông Vương và ông đã đồng ý cùng hợp tác để thuyết phục Triều Tiên đi theo một tiến trình đúng đắn và tránh khỏi con đường phát triển vũ khí hạt nhân của họ. Ông Vương cho hay, các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Triều Tiên đã vạch ra các biện pháp trừng phạt. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các nỗ lực tái khởi động lại phòng đàm phán 6 bên. Cho dù việc gì xảy ra, chúng ta cũng cần phải cam kết với các biện pháp ngoại giao, coi đó là con đường để tìm kiếm giải pháp hòa bình, ông Vương nhấn mạnh.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng cho hay hai quan chức đều hy vọng có thể tìm được cách để tái khởi động lại vòng đàm phán đó. Không có một ai trong chúng tôi từ bỏ hy vọng hòa bình, ông nói. Trước đó, thì ông Tillerson khẳng định mọi cuộc đàm phán về Triều Tiên chỉ có thể diễn ra sau khi mà Bình Nhưỡng bắt đầu tiến hành gỡ bỏ các chương trình vũ khí của mình. Dù còn rất nhiều khác biệt về vấn đề Triều Tiên, song hai quan chức ngoại giao đã phần nào đi đến thống nhất về những công đoạn cuối cùng của cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump có thể diễn ra vào tháng sau. Ông Vương cho biết hai nước đang liên lạc chặt chẽ với nhau để sắp xếp cuộc gặp này, song không cho biết thêm chi tiết. Trong ngày hôm nay 19 tháng 3, Ngoại trưởng Tillerson cũng sẽ có buổi diện kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tờ Thời báo Hoàn Cầu hôm 18 tháng 3 nhận định việc dừng tham vọng hạt nhân của Triều Tiên cũng nằm trong những lợi ích của Trung Quốc, nhưng việc đề nghị Bắc Kinh cắt cỏ hoàn toàn mối quan hệ với Bình Nhưỡng là hết sức nực cười và có thể dẫn tới nguy hiểm. Một khi xảy ra hỗn loạn ở Triều Tiên thì điều đó sẽ mang thảm họa tới Trung Quốc đầu tiên. Tôi xin lỗi, nhưng Hoa Kỳ và Hàn Quốc không có quyền yêu cầu Trung Quốc việc này. Một bài báo trên Thời báo Hoàn Cầu viết. Đây sẽ là tàu phòng không hạm đội mới của Hải quân Việt Nam. Có thể cặp tàu Gipass 3.9 tiếp theo của Hải quân Việt Nam sẽ được trang bị tên lửa phòng không tầm trung. Tuy nhiên, còn có lựa chọn nào tốt hơn cho nhiệm vụ phòng không hạm đội? Mặc dù truyền thông Nga đưa tin cặp tàu hộ vệ tên lửa của lớp Gipass 3.9 tiếp theo, chiếc số 5 và số 6 của Hải quân Việt Nam có thể được trang bị tên lửa phòng không tầm trung. Tuy nhiên, với một số chiếc tàu có lượng giãn nước chỉ 2.100 tấn, liệu có cần thiết hay không? Nào là tên lửa diệt hạm, nào là hệ thống săn ngầm, nào là tên lửa tiến công mặt đất. Này lại thêm hệ thống tên lửa phòng không tầm trung nữa, biến Gipass thành một tàu hộ vệ tên lửa đa năng thực sự, có trang bị vũ khí khủng. Tất nhiên, với các nhà thiết kế đầy sáng tạo và đơn vị thi công đóng mới đầy kinh nghiệm của Nga, thì việc tích hợp N thứ vũ khí trong một không phải là điều quá khó. Trên thực tế, họ đã làm được với các tàu thuộc dự án 20385 có lượng choán nước 2.200 tấn. Nhưng với Gipass 3.9 của Việt Nam, từ cặp tàu thứ nhất cho tới cặp tàu thứ hai đã có một sự thay đổi về thiết kế, nhất là bổ sung tính năng săn ngầm cộng với một số lý do khách quan khiến cho quá trình đóng mới bị kéo dài đáng kể. Nếu như cặp tàu thứ ba lại có thêm hệ thống phòng không tầm trung, rõ ràng là một thiết kế mới, phải mất thêm thời gian, tiến độ có thể sẽ bị kéo dài. Vì thế, bên cạnh ô phòng không che đầu của tàu hải quân bằng các máy bay tiêm kích đa năng Su-30 MK2 để đối phó với nhiều nguy cơ xung đột vũ trang cục bộ, chấp nhoáng, các tàu hải quân cần có sức mạnh phòng không tự thân. Qua đó, có thể phản ứng nhanh bảo vệ đội hình tàu mặt nước trước khi mà máy bay của không quân kịp tới chi viện. Do vậy, nhu cầu về một lớp tàu hộ vệ tên lửa kiêm phòng không hạm đội cỡ lớn hơn Gipass là điều có thể thấy được. Vậy, ứng viên nào thích hợp nhất? Có nhiều gương mặt sáng giá, ít nhiều được truyền thông quốc tế và trong nước gắn cho Hải quân Việt Nam, như các tàu khinh hạm phòng không như FRMM Pháp hay là Ý, dự án 22350 Nga. Nhưng có một ứng viên âm thầm, đó là dự án 11541 Corsa. Đây là mẫu tàu liên tục được phòng thiết kế Jolene Costo đem tới trưng bày tại các cuộc triển lãm hàng hải lớn nhất thế giới gần đây nhằm tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Quy trình giống như Gipass 3.9. Sở dĩ nói giống nhau về quy trình là vì chúng ta đều biết Hải quân Việt Nam đặt mua các tàu hộ vệ tên lửa hiện đại lớp Gipass trên cơ sở hiện đại hóa thiết kế của lớp tàu này. Dự án 11541 Osa cũng vậy. Nó được phát triển dựa trên tàu khinh hạm Natchahin, dự án 11540 Isaac, vốn được phát triển từ giữa những năm 80, với hai chiếc đã được đưa vào trang bị cho hạm đội Palis. Năm chiếc còn lại là bị dừng nóng khi Liên Xô sụp đổ. Được phát triển trên cơ sở các tàu khinh hạm ở lớp Grifa nổi tiếng, các tàu Chauchahim đã được đưa vào biên chế từ hơn 10 năm nay, chứng minh được hiệu quả hoạt động trong thực tế. Năm 2008, một trong hai tàu này đã vượt hàng chục nghìn hải lý tới vịnh Aden tham gia nhiệm vụ chống cướp biển. Còn với lớp Kvivak, nổi tiếng nhất và được cả thế giới biết chính là tàu Beravesti, khi mà trình diễn màn đâm húc ngoạn mục với tàu tuần dương USS Oldtown của Mỹ. Tuy bé hơn nhiều,
nhưng Bera Vesti đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thứ hai, phòng thiết kế của Jena Dosco cũng chính là đơn vị triển khai thành công tàu mẫu hệ hộ vệ tên lửa lớp Vespas của Việt Nam mà được đánh giá rất cao về kinh nghiệm cũng như là năng lực thiết kế. Thứ ba, khi mà nhất trí được thiết kế cuối cùng, đơn vị thi công có thể chính là nhà máy đóng tàu Jena Dosco. Chuỗi quy trình này đều nằm trong một thể thống nhất từ khâu thiết kế cho tới khâu thi công. Do vậy, chi phí tiết kiệm sẽ không hề nhỏ. Chưa kể nếu chuyển giao công nghệ đóng tàu tại Việt Nam sẽ hết sức thuận lợi, đảm bảo cả về chất lượng và tiến độ. Tất nhiên, nếu như không vướng phải những khó khăn mang tính khách quan như việc cung cấp động cơ cho tàu Vespas vốn bị trục trặc do bất đồng giữa Ukraine, nhà cung cấp và Nga tổng thầu thì chắc chắn mọi thứ sẽ suôn sẻ. Hình hài tàu tương lai nếu như Việt Nam quan tâm sẽ như thế nào? Tại triển lãm Hải quân quốc tế lần thứ 7 vừa diễn ra tại thành phố Peterburg từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 năm 2015, phòng thiết kế Jelena Novosti một lần nữa đã giới thiệu mẫu tàu khinh hạm tên lửa thuộc dự án 11541 hoàn toàn mới mang tên Kosa. Chúng được thiết kế để tiêu diệt các tàu nổi, tàu ngầm cũng như là các phương tiện tấn công đường không của địch, cũng như là tuần tiễu hay là hộ tống độc lập hoặc trong các biên đội tàu. Chương trình phát triển tàu Koras đã được phát triển dựa trên những kinh nghiệm phong phú của Nga trong cả thiết kế cũng như là thực tiễn hoạt động của các tàu tiễn, đáp ứng được các tiêu chuẩn thông lệ quốc tế về cứu hộ cứu nạn, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường cũng như là các tiêu chuẩn của Nga về các điều kiện sinh hoạt và tác chiến của thủy thủ đoàn. Thân tàu được chia thành nhiều khoang và được làm từ thép hợp kim thấp, trong đó lớp giáp ngoài của siêu cấu trúc này được làm từ thép carbon và vách trong được làm từ hợp kim aluminium, magnesium. Tàu được trang bị các con lăn thăng bằng chủ động và thụ động giúp tàu hoạt động cực kỳ ổn định trong điều kiện biển động mạnh. Toàn bộ các khoang tác chiến và cabin của thủy thủ đều có hệ thống điều hòa không khí tạo điều kiện thuận lợi cho thủy thủ hoạt động trong các chuyến hải trình dài ngày ở bất cứ mùa nào trong năm. Tàu có khả năng tác chiến rất tốt nhờ hệ thống vũ khí mạnh, hệ thống radar, quang điện, ảnh nhiệt hiện đại, cũng như là độ ồn dưới nước thấp và diện tích phản xạ radar được giảm tối đa. Theo đó, tàu có lượng choán nước tiêu chuẩn trong khoảng từ 4.300 đến 4.500 tấn với vũ khí trang bị rất là hiện đại, dạ modun, áp dụng mọi yêu cầu của khách hàng gồm có tên lửa diệt hạm phóng thẳng đứng, tùy chọn hoặc là loại cận âm KH-35EU 260 km hoặc là siêu âm KB-NKE 290 km. Đây là hai dòng tên lửa diệt hạm hiện đại nhất của Nga hiện nay. Tên lửa phòng không, phòng thiết kế Jelena Novosti đang đưa ra bản thiết kế tàu 11541 mang tổ hợp tên lửa phòng không TORS M2KM dạng module phóng đứng thẳng với phiên bản hải quân tầm bắn 15 km, độ cao tới 10 km. Tuy nhiên, tùy theo yêu cầu của khách hàng, tàu hoàn toàn có thể mang được các tổ hợp tên lửa tầm trung SH-1, phiên bản hải quân của hệ thống phòng không Bulls, tầm bắn đến 50 km hay thậm chí là tầm xa, biến thể của S-300. Qua đó, tài có thể chặn kích từ xa, đánh trả các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình chống hạm của kẻ địch và tạo thành ô phòng không bao sân cho đội tàu đang chiếm lĩnh mặt nước của quân nhà trước các cuộc tập kích đường không. Ngoài ra, tàu cũng được trang bị các hệ thống pháo tên lửa phòng không tầm gần, đảm bảo bao quát bảo vệ tàu ở mọi hướng 360 độ. Kosa có thiết kế mới đã ứng dụng nhiều công nghệ mới, làm lột xác hoàn toàn một lớp tàu cũ trở thành một lớp tàu gần như mới, có tính năng tàng hình với nhiều vũ khí, khí tài tiên tiến. Có một điểm đáng lưu ý là khác với Vespas đang ngày càng thu hút được sự quan tâm của hải quân nhiều nước, Kosa vẫn đang tìm kiếm khách hàng đầu tiên cho mình. Liệu thiết kế này có lọt vào mắt xanh của Hải quân Việt Nam để trở thành lớp tàu phòng không hạm đội bay hay không? Hãy chờ xem. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Nóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.